Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thay đổi giao diện nền đen cho Zalo. Thì để làm điều này khá đơn giản. Thì đầu tiên này, các bạn sẽ cập nhật cho mình cái phiên bản Zalo mới nhất nhé. Sau đó, các bạn sẽ tiến hành truy cập vào Zalo này. Sau đó, các bạn sẽ đăng nhập link Zalo các bạn vào. Tiếp đến, các bạn sẽ nhìn xuống góc ở dưới đây, góc bên phải đây. Có cái phần có cái chữ thêm này, bây giờ các bạn sẽ ấn vào đấy. Sau đó, các bạn sẽ nhìn lên trên. Đấy, góc bên phải trên này, ở đây nó có cái biểu tượng bánh răng, biểu tượng hình gạt đấy. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào, sau đó các bạn sẽ nhìn xuống dưới này, ở đây có cái phần giao diện và ngôn ngữ. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào đấy, thì như các bạn thấy ở đây có hai phần này, đấy, sáng và tối. Bây giờ các bạn chỉ cần tích vào cái phần có chữ tối này, đấy, là lập tức nó sẽ thay đổi cái giao diện thành cái nền đen như này, nhìn cũng khá là đẹp. Thì với cái giao diện nền đen này ấy, nó sẽ giúp ích cho các bạn có thể online về buổi tối hay là ban đêm. Đấy, các bạn nhắn tin cho bạn bè hay ai đó thì nó sẽ không hại mắt. Đấy, một trong những cái tính năng khá là hay mà Zalo mới cập nhật. Đấy, ở đây các bạn có thể vào phần tin nhắn này. Đấy, nó cũng thành cái nền đen này. Hay là các bạn có thể vào cái phần danh bạ đấy, cũng thành nền đen này đấy, nhìn được khá đẹp mắt. Bây giờ nếu như các bạn không muốn nữa thì các bạn lại ấn vào chữ thêm đây, lại ấn tiếp vào cái phần cài đặt ở bên trên này đấy, sau đó lại vào cái phần giao diện ngôn ngữ đấy, lại ấn vào chỗ sáng này, nó lại trở lại như cũ đấy. Tích vào tối lại thành tối, cũng khá là hay và đẹp mắt. Rồi, ok, như vậy là mình chia sẻ cho các bạn xong nội dung video này. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video.